kinh văn hóa lý bất trụ vận vận mật di giáp trường phát sinh khí tiêu dung chứu nhật dạ tương đại tằng vô giác ngộ chuyển hóa không ngừng xoay vần âm thầm rời đổi móng tay và tóc dài ra khí lực suy tàn da mặt nhăn nheo thay đổi ngày đêm thế mà ông không hề thức tỉnh giảng tiến trình chuyển hóa không ngừng ngày đêm tương tục với nhau đó là hành ấm trôi chảy không ngừng như sóng gợn lăn tăn trên mặt nước khi niệm trước dừng niệm sau liền xanh khởi khi niệm ấy qua đi niệm kia liền đến nó xanh rồi diệt liên tục nhau Quá trình trao đổi và chuyển hóa này không bao giờ chấm dứt, nó vận hành liên tục, không hề ngừng nghỉ. Xoay vần âm thầm rời đổi, âm thầm rời đổi rất vi tế. Quý vị không thể nhận ra sự chuyển hóa ấy, vì nó xảy ra rất là vi tế và rất âm thầm. Ngôi nhà đã được dọn đi mà quý vị không hề biết, trông có vẻ khác lạ, đó là sự chuyển hóa âm thầm móng tay và tóc dài ra. Trong hai ngày nếu quý vị không cắt móng tay sẽ thấy nó dài ra một chút, sau 3 ngày nó dài hơn, sau 4 ngày dài hơn nữa, mỗi ngày nó dài hơn ngày trước một chút. Nhưng quý vị có biết mỗi chút, mỗi giây nó dài ra bao nhiêu không? Nếu trong một tháng quý vị không cắt tóc, nó sẽ dài ra chừng nửa inch. Nhưng một ngày tóc dài ra bao nhiêu phân, quý vị chẳng biết. Quý vị nói, được rồi, tôi sẽ đo, nhưng liệu có chính xác không? Quý vị có thể dùng computer để đo rồi xem thử computer có biết được chăng? Khí lực suy tàn, khí lực suy giảm hàng ngày, con người ai cũng sung mãn chân khí tiên thiên, tuy nhiên khi về già, sinh lực ấy giảm dần, dù nó không mất hẳn, nhưng trên đà xuống dốc da mặt nhăn nheo, da quý vị trở nên bị nếp gấp như da gà, tóc trắng như lông hạc, nét mặt của quý vị trở nên già cỗi, không thể nào trở lại thời thanh xuân được nữa, thẩm mỹ hoàn toàn bất lực để có thể chuyển một ông lão 80 thành người 20 tuổi. Thay đổi liên tục ngày đêm, sự chuyển biến liên tục ngày đêm, móng tay dài ra, tóc bạc, khí lực suy giảm, da nhăn, nó còn chính xác hơn cả đồng hồ. Nếu quý vị không lên dây đồng hồ thì đồng hồ nó sẽ đứng máy, nhưng nếu quý vị không lên dây tiến trình chuyển hóa vật chất ấy, nó vẫn hoạt động như thường, trừ phi quý vị chết đi. Khi quý vị chết, tiến trình ấy mới dừng hẳn. Thế mà ông không hề thức tỉnh nó theo đuổi quý vị suốt ngày đêm từ khi thiếu niên đến tráng niên cho đến tuổi già cả đến lúc chết chết rồi lại tái sinh rồi lại phải chết quý vị trải qua vô số lần sanh tử như vậy mà không hề biết rõ được nguyên lý này vẫn cứ bước đi một cách rất hồ đồ đến suốt đời suốt kiếp mê mờ lúc sinh ra cho đến luôn cả lúc ra đi đó là những chi tiết về loại vọng tưởng từ hành ấm phát sanh